Là một trong bốn tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm của đồng bằng sông Cửu Long, Kiên Giang có 143 hòn đảo với 105 hòn đảo nổi lớn. Hệ thống đảo, quần đảo của tỉnh có tiềm năng rất lớn về phát triển các loại hình du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, cùng những bãi tắm tuyệt đẹp với dạng san hô, hàm cỏ biển, rừng nguyên sinh. Bên cạnh tiềm năng du lịch, hệ thống cơ sở vật chất và hạ tầng du lịch ven biển cũng không ngừng nâng lên cả về số lượng và chất lượng. Chính nhờ những chính sách ưu đãi đặc biệt, Kiên Giang ngày càng thu hút các nhà đầu tư tham gia lĩnh vực du lịch, đặc biệt là các dự án đầu tư du lịch sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp. Với quyết tâm đến năm 2020 đón trên 9 triệu lượt khách một năm và trở thành tỉnh mạnh về du lịch so với các tỉnh trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long, Kiên Giang tiếp tục chú trọng đầu tư nâng cao chất lượng nguồn du lịch, lấy Phú Quốc làm động lực để phát triển, tập trung xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù, đồng thời kêu gọi đầu tư, thúc đẩy mạnh kết cấu hạ tầng du lịch. Xin kính chào quý vị và các bạn. Năm 2016 được xem là năm đẩy mạnh thu hút đầu tư quyết liệt tại nhiều địa phương trên cả nước. Vì đây là năm bản lề đầu tiên trước khi các điều khoản của Hiệp định Thương mại Tự do Xuyên Thái Bình Dương TPP có ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế Việt Nam. Theo số liệu thống kê của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính chung trong 6 tháng đầu năm 2016, riêng ở mảng thu hút đầu tư nước ngoài, tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 11,284 tỷ đô la Mỹ, tương đương là tăng 105,4% so với cùng kỳ năm 2015. Đây quả thực là những con số ấn tượng cho thấy sức hút đầu tư vào Việt Nam đang tăng lên không ngừng. Tuy nhiên, việc thu hút đầu tư không phải được phân bổ đều tại tất cả các địa phương. Với mỗi tỉnh thành lại có một chiến lược thu hút đầu tư khác nhau dựa trên những tiềm năng thế mạnh vốn có của mình. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu câu chuyện thu hút đầu tư tại tỉnh Kiên Giang, một trong những địa phương đang dẫn đầu cả nước về mảng kinh tế du lịch. Vùng biển của Kiên Giang với khoảng 63.000 km2, bờ biển dài trên 200 km cùng 143 đảo. Từ khi triển khai nghị quyết của Trung ương và chương trình của tỉnh ủy về phát triển kinh tế biển đảo, Kiên Giang đã có nhiều giải pháp nhằm hoàn thiện và tái cơ cấu lại ngành kinh tế biển. Trọng tâm là chương trình 36 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về phát triển kinh tế biển Kiên Giang giai đoạn 2011-2015. Sau khi chương trình được triển khai, các ngành có lợi thế như thủy sản, du lịch, vận tải biển, dịch vụ nghề cá, công nghiệp chế biến thủy sản được đầu tư đúng mức và phát huy hiệu quả tích cực, đưa Kiên Giang trở thành tỉnh đứng thứ ba đồng bằng sông Cửu Long về phát triển kinh tế. Đến nay, Kiên Giang có gần 13.000 phương tiện đánh bắt thủy hải sản, trong đó có khoảng 4.200 phương tiện đạt công suất từ 90 CV trở lên. Tỷ trọng kinh tế biển đang chiếm trên 75% GDP toàn tỉnh. Khu vực đồng bằng sông Cửu Long nói chung, Kiên Giang nói riêng là có một vị trí là nằm ở cách xa cái trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, cách xa những cảng biển có trung xuất khẩu, đi đường xá từ thành phố Hồ Chí Minh mà về đến Kiên Giang là gần khoảng 300 cây số. Cho nên trong khi đó là đường xá thì chưa hoàn chỉnh, phải ca qua là phà, tốn nhiều thời gian, chi phí, làm cho giá thành sản phẩm hàng hóa nó nâng lên, tính cạnh tranh doanh nghiệp nó giảm xuống. Do đó việc đầu tư cho đồng bằng sông Cửu Long nói chung, Kiên Giang nói riêng là một cái là điểm yếu mà Kiên Giang đang gặp phải. Mặc dù đã đạt được những bước tiến quan trọng, nhưng trên thực tế, kinh tế biển ở Kiên Giang thời gian qua vẫn chưa phát huy hết thế mạnh sẵn có, cụ thể như chưa xây dựng được những sản phẩm du lịch biển mang nét riêng, thiếu dịch vụ về biển, cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch ở một số nơi còn mang tính tự phát nên giảm tính cạnh tranh. Công suất ban đầu để thực hiện khoảng 150.000 tấn thôi, hàng hóa qua cảng. Tuy nhiên hiện giờ nó đã lên tới gần 300.000 rồi, tức là nó đã vượt mức là gấp đôi. Thì lưu lượng tàu hiện giờ nó ra vô nếu bình thường thì một ngày như bình thường chúng ta thế này khoảng 50 lượt. Nhưng những ngày mà cao điểm nó khoảng lên khoảng 150-200 lượt, nhất là những ngày lễ của Tết này đó thì đừng hay bị trường hợp đó. Mà khi lọt vào những tình huống đó, trong khi ở đây cảng Tắc Cậu không có khu neo đậu, cho nên nó cứ đậu dồn ở đây như thế này thì chúng ta sẽ xử lý không có kịp. Với ngư trường có khả năng cho phép khai thác hàng năm hơn 400.000 tấn các loại thủy sản, nhưng việc khai thác, nuôi trồng thủy sản cũng như công nghiệp chế biến ở Kiên Giang phát triển vẫn còn chậm, hiệu quả mang lại chưa cao. Đây là vấn đề Kiên Giang cần phải cải thiện trong thời gian tới. Theo xu hướng chung của cả nước, biển Kiên Giang đang ngày càng chiếm vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội. Chính vì thế, một hướng đi bền vững với những chính sách và cách làm phù hợp là điều rất cần thiết để kinh tế biển thực sự trở thành trụ cột, đưa Kiên Giang phát triển vượt bậc trong thời gian tới.
Việt Nam là một nước có đường bờ biển trải dài từ Bắc vào Nam. Vì vậy, không riêng gì Kiên Giang, rất nhiều các địa phương trên cả nước đều có điều kiện để phát triển kinh tế biển. Nhưng đâu là lợi thế riêng biệt, không trùng lặp của Kiên Giang? Câu trả lời chính là đảo Ngọc Phú Quốc. Chúng ta sẽ thử làm một phép so sánh đơn giản với quốc đảo Singapore có diện tích là 712 km2. Phú Quốc có diện tích là gần 600 km2, tức là gần bằng nhau. Về diện tích rừng nguyên sinh của đảo quốc Singapore cho đến nay chỉ còn chiếm khoảng 2% tổng diện tích đất đai. Rừng nguyên sinh của Phú Quốc thì lại chiếm tới 62% diện tích của đảo. Trong khi đó, Singapore lại không có được may mắn sở hữu hồ nước ngọt như là đảo Ngọc Phú Quốc. Một vài nét so sánh như vậy để thấy về điều kiện tự nhiên thì Phú Quốc có nhiều tiềm năng quý giá. Nhưng để phát triển được những tiềm năng đó thì Phú Quốc còn rất nhiều việc phải làm. Cách thành phố Rạch Giá khoảng 115 km, nằm trên vành đai kinh tế biển Việt Nam, Campuchia, Thái Lan, Phú Quốc có vị trí địa lý vô cùng thuận lợi để phát triển thành trung tâm du lịch, nghỉ dưỡng cao cấp của khu vực Đông Nam Á. Để có thể thu hút được các nhà đầu tư, lãnh đạo tỉnh Kiên Giang nói chung và huyện đảo Phú Quốc nói riêng hiểu được giá trị của việc đầu tư vào cơ sở hạ tầng đồng bộ. Có như vậy mới kéo được các dự án lớn về cho hòn đảo xinh đẹp này. Mặc dù tuyến đường bộ cũng đã ổn định, nhưng mà cũng chưa phải là tốt lắm. Chính vì vậy cũng là cũng đang khó cho cái vấn đề kêu gọi thu hút đầu tư trong cái du lịch. Cái thứ hai thì đường biển, thì chúng ta trước nhất thì cũng đáp ứng được cái nhu cầu để cho nhân dân từ đất liền ra đảo. Tuy nhiên thì những cái cảng thì cũng còn sơ sài, chưa có xứng đáng, chưa có đầy đủ cái tầm cỡ của một cái để cái tạo một cái sức sống mới trong cái ngành du lịch trong tương lai. Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc được khánh thành từ năm 2012 với tổng mức đầu tư 3.000 tỷ đồng do Tổng công ty Hàng không Việt Nam ACV đầu tư. Với tốc độ tăng trưởng du lịch nhanh chóng, công suất hoạt động của cảng hàng không quốc tế Phú Quốc cũng đã tăng lên theo cấp số nhân. Tháng 8 năm 2015, trung bình một ngày có khoảng 30 lượt chuyến bay lên xuống. Đến thời điểm này, số lượt chuyến bay lên xuống mỗi ngày đã tăng lên gấp đôi, từ 60 đến 66 lượt một ngày. Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc thì đang chuẩn bị là mở rộng, đang và đã là mở rộng thi công giai đoạn 2 gồm các cái đường lăn, sân đậu và mở rộng cái nhà ga. Thì kế hoạch sau đến là quý 2 2017 thì cảng hàng không quốc tế Phú Quốc là đáp ứng được nhu cầu khai thác là 5 triệu khách một năm và có thể phục vụ được các tàu bay là Boeing 747, Boeing 767, 777, 787 và những cái tàu bay Airbus là 330, 340. Ngoài các đường bay hàng ngày, với mật độ khá dày từ các thành phố lớn trong nước, cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đã có đường bay thẳng kết nối với các địa điểm du lịch nổi tiếng trong khu vực như Singapore, Siem Reap, có đường bay thẳng từ Nga, Quảng Châu, Trung Quốc. Và tới đây, một số chủ đầu tư tại Phú Quốc còn tiếp tục chủ động phối hợp, khai thác những đường bay mới để thu hút lượng khách du lịch từ nhiều thị trường mới trên thế giới. Trong năm 2016 này, Novotel Phú Quốc cũng đã có ký hợp đồng với hãng lữ hành rất nổi tiếng trên thế giới và có thể là TUI. Hãng lữ hành này sẽ kết nối các cái đường bay quốc tế thẳng bằng các chuyến bay thuê charter flight từ thủ đô Stockholm kết nối với Phú Quốc và sẽ hàng ngày sẽ có một lượng khách từ 200 người bay đưa khách từ Bắc Âu đến Phú Quốc. Không chỉ giao thông hàng không, giao thông đường thủy cũng đang được Phú Quốc đầu tư với các dự án tầm cỡ. Điển hình là cảng hành khách quốc tế Phú Quốc với số vốn đầu tư là 1.664 tỷ đồng, được xây dựng trên diện tích 179,3 ha thuộc địa phận thị trấn Đông Dương, huyện đảo Phú Quốc. Cảng được đầu tư xây dựng với mục đích tiếp nhận tàu khách quốc tế trọng tải đến 225.000 GT, sức chở 5.000 đến 6.000 hành khách. Những năm gần đây thì cái vốn cho đầu tư cái hạ tầng quốc tập trung rất là lớn. Những công trình giao thông, những công trình hạ tầng kỹ thuật quan trọng đã được đầu tư hoàn thành. Thì đây là những công trình có thể nói là rất là quan trọng, nó đã làm cái động lực cho cái Phú Quốc phát triển. Cùng với hệ thống giao thông đường bộ bao gồm trục chính Bắc Nam có chiều dài 51,5 km, hai đường vòng quanh đảo gồm 8 tuyến đường và một cây cầu dài 99,5 km, cùng nhiều tuyến giao thông đường bộ được đầu tư xây mới đã mang lại một diện mạo thay đổi hoàn toàn cho Phú Quốc trong vài năm trở lại đây. Đặc biệt, tuyến điện lưới quốc gia 110 kV Hà Tiên Phú Quốc dài 55,8 km có tổng mức đầu tư 2.336 tỷ đồng, hoàn thành vào năm 2014
đã tạo nên một cú hích mạnh mẽ cho các nhà đầu tư khi quyết định đổ nguồn vốn của mình vào các dự án tại đây. Với sự bứt phá về đầu tư hạ tầng, Phú Quốc ngay lập tức trở thành điểm nóng, lần đầu tiên xuất hiện trên bản đồ thị trường nghỉ dưỡng ven biển. 263 nhà đầu tư, hơn 200 dự án đang triển khai, số vốn đăng ký là hơn 180.000 tỷ đồng. Thiên nhiên ưu đãi, chính sách quy hoạch đồng bộ cơ sở hạ tầng trong thời gian qua đang giúp Phú Quốc trở thành vùng kinh tế trọng điểm, thu hút sự quan tâm lớn của giới đầu tư. Sau một loạt các dự án lần lượt đi vào khai thác từ cuối năm 2014 như Vinpearl Resort 5 sao, sân golf 27 lỗ Vinpearl Golf Club Phú Quốc, khu vui chơi giải trí Vinpearl Land, khu vườn thú bán hoang dã lộ thiên Vinpearl Safari, tập đoàn Vingroup hiện đang tiếp tục đầu tư giai đoạn 4 và 5 của dự án Vinpearl tại đảo Ngọc Phú Quốc. Phú Quốc là một cái địa điểm phù hợp nhất với lại đặc khu kinh tế. Thứ nhất đấy là một cái hòn đảo rất là lớn về diện tích, nó cũng tương đương với lại Singapore và nằm ở phía cực nam của đất nước. Ngoài ra thì là một cái điều mà rất là hay là Phú Quốc còn giữ được rất là nhiều những cái vẻ hoang sơ của mình. Và đấy là một cái điều kiện lý tưởng. Và tôi nghĩ là khi mà chúng ta đầu tư một cách có bài bản, có quy hoạch rất là chặt chẽ, thì Phú Quốc hoàn toàn có tiềm năng để trở thành những cái điểm du lịch nổi tiếng ở Đông Nam, giống như là những cái điểm ở Đông Nam Á như là Bali, ở Indonesia hoặc là Phuket của Thái Lan. Vingroup cũng lần lượt giải quyết vấn đề mà các chuyên gia của tổ chức tư vấn bất động sản hàng đầu thế giới cho là cản trở sức bật của du lịch Phú Quốc. Đó chính là việc đưa vào hoạt động bệnh viện quốc tế tiêu chuẩn 5 sao Vinmec với quy mô 150 giường. Một khu thương mại bán lẻ hiện đại Vincom và nhà kính VinEco cung cấp rau quả sạch trên đảo cũng đang được xây dựng. Cùng với dự án casino được quy hoạch liền kề, Vinpearl Phú Quốc tạo thành một quần thể nghỉ dưỡng, tham quan, vui chơi giải trí đồng bộ, có khả năng đón tiếp, phục vụ trên 40.000 lượt khách một ngày. Đây là một trong những hòn đảo còn hiếm hoi còn sót lại trên thế giới mà có điều kiện để kinh doanh du lịch suốt 365 ngày. Hơn thế nữa thì so với một số hòn đảo ở trong khu vực đã được phát triển thì Phú Quốc có những điều kiện thiên nhiên ưu đãi tốt hơn rất nhiều. Chính vì vậy, CEO nói riêng và các nhà đầu tư nói chung rất tự tin khi đầu tư vào Phú Quốc. Và chúng tôi tin tưởng là Phú Quốc sẽ phát triển rất nhanh trong thời gian tới. Là một trong số các chủ đầu tư đã mạnh tay đầu tư vào Phú Quốc thời gian vừa qua, đó chính là CEO Group. Mặc dù có phương châm bất động sản phải phát triển bền vững, lựa chọn cách đi bài bản, nhưng năm 2015, CEO Group cũng đã rót hàng nghìn tỷ đồng vào đảo Ngọc và đang tiếp tục rót vốn đầu tư cho các dự án lớn, tiềm năng của mình tại đây. Khu Sonasi Villas and Resorts của CEO Group thuộc giai đoạn 1 với quy mô 7,1 hectare và khách sạn Novotel Phú Quốc Resorts với quy mô 400 phòng và biệt thự hướng biển đang là một trong những dự án nổi bật tại Phú Quốc. Sau Vingroup, CEO Group, sự xuất hiện của Sun Group với hàng loạt các dự án lớn cũng đang góp phần vẽ thêm những mảng màu tươi sáng cho bức tranh đầu tư ở Phú Quốc. Với phương châm là đánh thức những vùng đất giàu tiềm năng nhưng mà chưa được khai thác đúng tầm, thì tập đoàn Sun Group đang đón đầu cơ hội ở Phú Quốc bằng việc thực hiện một cái tổ hợp các dự án tại phía Nam đảo nhằm đưa nơi này trở thành một cái trung tâm du lịch, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí. Đến thời điểm này thì tổng số vốn đầu tư của Sun Group ở phía Nam đảo Phú Quốc có thể lên tới đến 20.000 tỷ. Là một trong những tập đoàn hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, Sun Group đặt dấu ấn của mình với hệ thống cáp treo dài nhất thế giới 7,9 km và quần thể khu vui chơi giải trí biển Hòn Thơm với tổng vốn đầu tư giai đoạn 1 là 4.900 tỷ đồng sẽ làm thay đổi lớn bộ mặt du lịch của Phú Quốc. Tiếp đó là Premier Village Phú Quốc Resort tại Hòn Mũi Ông Đội với vị trí độc đáo hai mặt song song hướng biển, mang lại trải nghiệm đặc biệt cho du khách khi được chiêm ngưỡng mặt trời mọc và lặn trên biển ở cùng một vị trí. Hiện làn sóng đầu tư vào Phú Quốc đang phát triển mạnh mẽ và chắc chắn sẽ còn tiếp tục tăng lên không ngừng. Với kinh nghiệm phát triển nhiều thành phố du lịch biển trên cả nước, chúng ta đã biết được bài học từ việc đầu tư xây dựng ồ ạt nếu không có quy hoạch tổng thể mang tính khoa học và bền vững thì đều dẫn đến những kết quả không như mong muốn. Phú Quốc cũng đang ở trong giai đoạn đầu của quá trình đầu tư, vì vậy những khó khăn thách thức là điều không thể tránh khỏi. Trở ngại lớn nhất mà Tổ chức Tư vấn Bất động sản hàng đầu thế giới CBRE lưu ý các nhà đầu tư khi mà đến Phú Quốc, đó là dù số lượng khách sạn tại đây hiện chưa nhiều, nhưng mà số lượng lao động có chất lượng để phục vụ cho thị trường Phú Quốc thì vẫn đang thiếu hụt nghiêm trọng.
Nếu như không có kế hoạch xây dựng và phát triển các trung tâm đào tạo và trường dạy nghề kịp thời, các nhà đầu tư khách sạn chắc chắn sẽ còn phải hứng chịu chi phí lao động giá cao. Đây mới chỉ là một khó khăn lớn nhất, còn những khó khăn khác thì sao? Chúng ta sẽ cùng đến với cuộc trao đổi của phóng viên với đại diện lãnh đạo huyện Phú Quốc để xem chiến lược thu hút đầu tư lâu dài của địa phương sẽ thực hiện như thế nào. Xin chào ông ạ. Trước tiên rất cảm ơn ông vì đã dành thời gian trao đổi cùng với chương trình của Đài Truyền Việt Nam. Tỉnh Kiên Giang của chúng ta thì có đặt ra những mong muốn hay là kỳ vọng gì trong việc là đưa Phú Quốc trở thành đặc khu kinh tế hay không? Phú Quốc là ba cái địa phương mà được Trung ương đang tập trung để mà chỉ đạo làm cái mô hình là đặc khu kinh tế Phú Quốc, Vân Phong và Vân Đồn. Thì phải nói là trong ba cái địa phương đó thì Phú Quốc là một trong những cái địa phương có cái tiềm năng lợi thế nổi trội hơn. Cái mô hình đặc khu kinh tế thì ở các nước cũng nhiều nước trong khu vực người ta cũng đã có cái mô hình đặc khu kinh tế. Thì có thể nói là đối với Phú Quốc nếu mà được cái mô hình đặc khu kinh tế thì đây là cái điều kiện cơ hội cho Phú Quốc phát triển đúng với cái tiềm năng, cái lợi thế. Mà cái xây dựng cái chiến lược của phát triển Phú Quốc cho Phú Quốc không phải là cho Kiên Giang, không phải là cho vùng đồng bằng sông Cửu Long, mà xác định là cái chiến lược phát triển của đảo Phú Quốc là cho quốc gia và mang tầm khu vực và quốc tế. Phú Quốc có cái tiềm năng, có cái lợi thế là còn là một hòn đảo lớn, khí hậu rất là tốt, khách đến đây tắm biển được quanh năm và đặc biệt là còn rất là hoang sơ. Và khách du lịch hiện nay là cái xu thế họ cũng rất là thích biển đảo để mà làm cái điểm du lịch, làm cái điểm nghỉ dưỡng. Mà Phú Quốc lại có cái tiềm năng đó. Thì nếu như Phú Quốc được có một cái mô hình mới, có một cái áo mới, làm đặc khu kinh tế thì đây là cái cơ hội cho Phú Quốc phát triển, mà Phú Quốc phát triển này là cho cả quốc gia. Chúng ta đều biết là đặc khu kinh tế thì không phải là một mô hình kinh tế hoàn toàn mới, bởi vì trên thế giới cũng đã có một số những đặc khu kinh tế thành công. Vậy thì khi mà Phú Quốc đặt ra cái đề án là xây dựng trở thành một đặc khu kinh tế thì chúng ta có tự tin rằng mình có thể có những cái nét khác biệt so với những đặc khu kinh tế khác và chúng ta có thể mang lại những cái giá trị phát triển bền vững cho quốc gia và mang tầm quốc tế hay không? Cái sự tham vọng của địa phương cũng rất là lớn. Đặc biệt là muốn rất là nhiều nhà đầu tư tiềm năng đến với Phú Quốc. Thậm chí là chúng tôi cũng rất mong muốn là Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành Trung ương hay là tỉnh Kiên Giang sẽ có nhiều cái cơ chế chính sách đặc thù, nổi trội, tốt hơn nữa đối với Phú Quốc để mà làm sao chúng ta thu hút được một cái lượng đầu tư lớn đến Phú Quốc. Bên cạnh đó thì cái lượng khách đến Phú Quốc phải tăng nhiều hơn. Nếu như được sự quan tâm của Trung ương cùng với cái chiến lược phát triển đúng đắn thì tôi nghĩ rằng Phú Quốc chúng ta không thua kém gì một số cái điểm đến trong khu vực, ví dụ như là Bali, Windhoek hay là Phuket của Thái Lan. Thậm chí chúng ta còn hơn hẳn họ bởi vì cái vị trí địa lý, bởi vì cái tiềm năng lợi thế, bởi vì cái điều kiện khí hậu, bởi vì cái điều kiện phát triển kinh tế của phía biển Tây Nam của Tổ quốc thì có lẽ là chúng ta cũng có thể là hơn. Song song bên cạnh đó thì cái việc xây dựng cái mô hình, cái đặc khu kinh tế hiện nay thì cũng rất là cần đối với một những cái địa phương mà có cái sự phát triển năng động, phát triển mạnh mẽ như Phú Quốc. Trong quá trình xây dựng đề án phát triển Phú Quốc trở thành đặc khu kinh tế thì chúng ta có gặp phải khó khăn gì không ạ? Ở cái giai đoạn đầu thì còn gặp nhiều về cái khó khăn, còn vướng mắc về cơ chế, về chính sách, về cái pháp lý vân vân. Thì phải nói là cái tồn tại hạn chế yếu kém để mà xây dựng một cái đặc khu kinh tế thì đối với Phú Quốc cũng còn rất là lớn. Cái vấn đề thứ nhất thì phải nói là cái nguồn nhân lực hiện nay là chưa đáp ứng được cái yêu cầu phát triển khi mà Phú Quốc có một sự thay đổi mới, thay đổi mạnh mẽ hơn như bây giờ. Cái nhất là cái nguồn nhân lực phục vụ cho cái dịch vụ du lịch. Bởi vì hiện nay chúng tôi đã có khoảng 10.000 phòng khách sạn tiêu chuẩn là từ 2 cho đến 5 sao. Có thể tại ngay một lúc đáp ứng được cái yêu cầu là từ 15 cho đến 18.000 khách một ngày. Song song bên cạnh đó thì phải nói là cái nguồn lực đầu tư cho Phú Quốc trong thời gian qua mặc dù đã được ưu tiên, mặc dù là đã được sự quan tâm rất là to lớn. Tuy nhiên thì phải nói là cũng chưa tương xứng với cái tiềm năng, với cái lợi thế ở Phú Quốc. Và một cái điểm nữa và vô cùng quan trọng đối với Phú Quốc đó là cái môi trường. Môi trường thì có hai cái vấn đề đáng quan tâm. Một là cái vấn đề xử lý nước thải và vấn đề thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải. Đây là cái câu chuyện mà trong thời gian qua thông tin báo đài cũng đã nhắc rất là nhiều đến Phú Quốc. Bởi vì chúng ta xác định Phú Quốc là cái trung tâm du lịch quốc gia, trung tâm du lịch nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp tầm khu vực và quốc tế, thì đòi hỏi cái du lịch nó phải đảm bảo, và đảm bảo nhất là cái môi trường nó phải xanh, sạch, đẹp, an toàn và hấp dẫn cho du khách. Chính vì cái điều này thì cái việc xây dựng một cái hệ thống xử lý nước thải là
cực kỳ cần thiết đối với Phú Quốc trong giai đoạn hiện nay. Trong 2 đến 3 năm trở lại đây thì Phú Quốc đã thu hút được rất là nhiều những nhà đầu tư. Tuy nhiên thì trong giai đoạn kinh tế hội nhập sâu rộng như thế này, chắc chắn là trong những năm tới thì chúng ta càng phải có những chiến lược để có thể thu hút được nhiều hơn nữa các nhà đầu tư đến với Phú Quốc. Vậy thì chiến lược đó của Phú Quốc và của Kiên Giang là gì ạ? Có thể khẳng định là giai đoạn 2016-2020, đây là cái giai đoạn bùng nổ để mà xây dựng và cái phát triển Phú Quốc, và đặc biệt là cái đầu tư cái hạ tầng cho Phú Quốc, nhất là cái dịch vụ du lịch, bao gồm kể cả sân bay, kể cả hệ thống giao thông, kể cả bến cảng, kể cả khu du lịch v.v. Thì có thể nói rằng đây là cái thời điểm mà Phú Quốc có cái sự đầu tư mạnh mẽ nhất từ trước đến nay. Và sau năm 2020 là chúng ta từng bước chúng ta hoàn thiện để chúng ta nâng cao cái chất lượng dịch vụ, cái tính chuyên nghiệp, cái tính đẳng cấp về cái dịch vụ du lịch. Thì có thể nói rằng trong những năm tới thì Phú Quốc sẽ tiếp tục có nhiều cái ưu đãi hơn, có nhiều cái cơ chế chính sách thoáng hơn, mở hơn để mà thu hút những cái nhà đầu tư lớn hơn, những cái tập đoàn kinh tế mạnh hơn để mà đầu tư Phú Quốc. Vâng, một lần nữa rất cảm ơn ông vì đã dành thời gian trao đổi cùng chương trình. Sau 12 năm đầu tư phát triển, Phú Quốc đã nỗ lực không ngừng nghỉ, vượt qua nhiều khó khăn thách thức để chế tác hòn ngọc thô, trở thành hòn ngọc quý như ngày hôm nay, là một điểm sáng, điểm nhấn ấn tượng, rất đáng tự hào của Kiên Giang trên con đường đồng hành cùng đất nước thực hiện công cuộc đổi mới. Trong giai đoạn 5 năm 2016-2020, tỉnh Kiên Giang cần tập trung đưa huyện đảo Phú Quốc phát triển nhanh và đồng bộ, xây dựng Phú Quốc từng bước trở thành đặc khu kinh tế để tạo cực tăng trưởng và tác động lan tỏa đến các vùng khác trong tỉnh, cũng là tạo ra một mô hình kinh tế có khả năng thu hút đầu tư mạnh mẽ trong giai đoạn hội nhập. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang, năm 2004, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án tổng thể phát triển đảo Phú Quốc đến năm 2020. Đến ngày 11 tháng 5 năm 2010, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung đến năm 2030 với mục tiêu xây dựng Phú Quốc trở thành đặc khu kinh tế, hành chính. Xây dựng, phát triển huyện đảo Phú Quốc theo mô hình đặc khu kinh tế để trở thành động lực phát triển của tỉnh là một trong 3 khâu đột phá của tỉnh Kiên Giang trong chiến lược phát triển kinh tế, xã hội giai đoạn 2016-2020. Sắp tới thì chúng tôi phải thực hiện cái chủ trương của Bộ Chính trị cho phép là xây dựng 3 cái đặc khu kinh tế. Đặc khu kinh tế tại Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, đặc khu kinh tế Bắc Vân Phong tại tỉnh Khánh Hòa và đặc khu kinh tế Phú Quốc tại tỉnh Kiên Giang. Thì chúng tôi cũng đã nghiên cứu, hiện nay lấy ý kiến các bộ ngành, cũng đã tổ chức nghiên cứu kinh nghiệm một số đặc khu của các nước trên thế giới. Hiện nay đã trình chính phủ, nhưng chính phủ đã nghiên cứu rất là tận trọng để làm sao các cái cơ chế chính sách này của chúng ta là phải vượt trội nhưng mà cạnh tranh được quốc tế. Để đạt mục tiêu, tỉnh Kiên Giang tiếp tục rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch đảo Phú Quốc phù hợp với định hướng phát triển, phối hợp hoàn thiện đề án đặc khu kinh tế Phú Quốc, xây dựng thể chế, chính sách có tính đột phá, có sức cạnh tranh quốc tế để thu hút các nhà đầu tư lớn, có thương hiệu, thị trường vào đầu tư. Triển khai thực hiện các quy hoạch theo hướng khai thác hiệu quả hơn tiềm năng của Phú Quốc. Trong cái thời gian tới thì trong cái đột phá của tỉnh ủy thì chúng tôi có cái đột phá về đầu tư xây dựng cho cái Phú Quốc trở thành cái khu hành chính, cái khu kinh tế, đặc khu kinh tế. Thì với cái chủ trương như thế thì chúng tôi cũng đã đầu tư quyết liệt, và chính phủ cũng có chủ trương đầu tư cho quyết liệt cái hạ tầng du lịch cho Phú Quốc. Và chúng tôi sử dụng tất cả những cái cơ chế, tất cả những cái chính sách mà ưu đãi nhất để cho các nhà đầu tư về du lịch đẩy mạnh cái đầu tư vào Phú Quốc. Nhà nước đã áp dụng hệ thống cơ chế ưu đãi cao nhất dành riêng cho Phú Quốc về khuyến khích đầu tư nước ngoài và trong nước. Đáng kể nhất là những ưu đãi về đất đai, thuế thu nhập doanh nghiệp 10% thay vì 28%, thuế thu nhập cá nhân giảm 50% trong 9 năm đầu tiên, khiến cho mảnh đất này càng trở thành một địa chỉ rất hấp dẫn với các nhà đầu tư. Có thể thấy chủ trương thay đổi để đón đầu làn sóng đầu tư mà tỉnh Kiên Giang đã thực hiện trong thời gian qua mang lại hiệu quả vô cùng to lớn. Từ một hòn đảo với vẻ đẹp nguyên sơ, Phú Quốc đang thay ra đổi thịt từng ngày. Với những lợi thế tự nhiên ưu ái, chiến lược đầu tư cơ sở hạ tầng bài bản cùng chủ trương xây dựng mô hình đặc khu kinh tế vào năm 2020, những làn sóng đầu tư mạnh mẽ chắc chắn sẽ còn tiếp tục tìm đến với Phú Quốc, với Kiên Giang, bởi đây vẫn là một mảnh đất màu mỡ nhiều tiềm năng. Chương trình Doanh nhân và Hội nhập tuần này của chúng tôi cũng xin được dừng lại tại đây. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.